Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 26 Tây tháng 8 năm 2024. Cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Cũng như trước tiên hết, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Cà phê muối, sáng sớm. Không có gì bằng uống một ly cà phê hết các bạn. Ly cà phê rất là đã. Quá xa dữ. Quá xa đã. Số 1 luôn. Hôm qua thì em đi xuống Pachanga. Sòng bài Pachanga là một trong những sòng bài mà nổi tiếng nhất miền Nam California. Thì hôm qua cũng gặp rất là nhiều người quen, cũng như anh chị em nghệ sĩ. Và trong đó có Diễm Phạm nữa các bạn. Thì nói chung là hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện khác. Mà ngày mai em sẽ chia sẻ về cái show mà của hai con gái của chị Phi Nhung đã diễn ngày hôm qua. Hôm nay trước tiên hết thì em có hai cái thông tin muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn còn nhớ cái vụ lùm xùm mà giữa những nghệ sĩ mà đi xin lỗi về những cái sự việc mà cái lá hát ở bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ đó các bạn. Thì người ta gọi là lá cờ lạ đó. Thì cái đó là bên đây người ta gọi là, bên Mỹ người ta gọi là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì có thêm một nghệ sĩ nữa. Sorry các bạn, hôm qua về 2 giờ sáng, gần 2 giờ sáng hơi mệt. Các bạn thông cảm nha, hơi mệt một chút. Thì nó như thế này, có thêm một nghệ sĩ nữa đã lên tiếng về cái sự việc của mấy anh chị em nghệ sĩ mà xin lỗi, gửi lời xin lỗi đó các bạn. Thì anh ca sĩ này đây, trước hồi xưa đó, ảnh dùng tên là Quốc Dũng, hình như ca sĩ Quốc Dũng. Và sau đó anh đổi tên thành ca sĩ Duy Trường, là một trong những ca sĩ cũng đã từng hát cho trung tâm Thúy Nga. Thì anh ta đã thấy cái câu chuyện mà của những người mà anh, các anh chị em nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi gì đó, thì ảnh cũng bức xúc. Hay là có tâm trạng gì đó thì anh đã làm một cái video short, một cái reel ở trên Facebook để mà nói về cái vấn đề này đây. Thì em cũng xin chia sẻ cho mình biết thêm là mỗi người ý kiến gì đó thì các bạn nghĩ có đúng hay sai hay này nọ, thì cái này là do mỗi người mỗi ý kiến thôi nha. Chứ em thấy cái nào hay hay thì em mới chia sẻ thôi. Thì anh ca sĩ Duy Trường, anh cũng làm cho cái ban nhạc, cái chương trình, hình như cái chương trình The Nail Voice thì phải. Thì bây giờ mình nghe thử anh Đan Trường. Xin lỗi, không phải anh Đan Trường, mà nghe thử anh Duy Trường. Duy Trường nha các bạn. Anh Duy Trường, anh nói như thế nào? Tên trùng nhau nhiều quá. Chẳng hạn như cái chữ Trường, phải không? Có nè, Trường Vũ nè. Anh Trường Vũ nè. Rồi anh Duy Trường nè. Rồi anh Đan Trường nè. Anh Lâm Trường nè. Rồi Trường gì nữa ta? Nhiều Trường quá. Có cái gì cũng có ca sĩ nào mà có chữ Trường nữa không ha? Trương Vinh là cháu của anh Kim Tử Long. Còn gì nữa, có gì, có ai có Trường nữa không ha? Em không nhớ. Nói chung nhiều ca sĩ quá, bắt đầu chữ chữ Duy xong rồi chữ Trường, Duy có như có Duy Mạnh nè, rồi Duy Khánh nè, rồi Duy Phước nè, rồi Duy Phương nữa. Nhiều lắm. Thì nói chung bây giờ mình sẽ nghe coi anh Duy Trường này nói cái gì trong cái sự việc của các anh người mà đã từng xin lỗi cái sự việc bên bên Việt Nam nha các bạn. Bây giờ mình nghe nha. Để em cho các bạn nghe. Ok, đưa lên trên mạng cho các bạn nghe. Ok, nghe nha. Duy Trường xin được mến chào tất cả mọi người khắp nơi. Nghe lại. Đây, hôm
Di Trường xin được mến chào tất cả mọi người khắp nơi. Hôm nay Di Trường làm một cái số video clip này vì trong những ngày qua cộng đồng mạng rất là viral về những anh chị em ca nghệ sĩ đã lên xin lỗi cộng đồng mạng vì quá khứ hát và lưu diễn ở hải ngoại có những lá cờ vàng và sọc đỏ ở phía sau. Mình thấy là các bạn đâu có làm gì sai đâu mà các bạn phải xin lỗi. Right? Mình đang sống ở nước Mỹ mà everything is freedom. Các bạn đi hát, các bạn đâu phải là hát những bài phản động đâu. Ok? Và các bạn đừng quên một điều. Người Việt Nam ở hải ngoại đa số là con dân của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những người đã nuôi các bạn trong những thời gian qua. Những người ủng hộ những chiếc vé rất mắc để ủng hộ cho các bạn. Cái thứ hai, rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ hiện tại đang nổi tiếng. Ok? Đã từng mang những chiếc cờ để đi vòng vòng phố Busan hoặc là khắp nơi. Các bạn cũng trình diễn chung với người ta vậy. Nhưng mà các bạn đi xin lỗi như vậy thì cảnh sát là các bạn nói rằng là ô tôi sẽ không trình diễn với anh này anh kia hay chị này chị kia. Hoặc khán giả đó là khán giả của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ không trình diễn nữa. Là sao? Coi như là các bạn coi như là vô lên xin lỗi là coi như là các bạn cạch mặt hết tất cả bà con, cô bác và anh chị em ca nghệ sĩ luôn rồi. Nha. Đó. Thì, cái đó là những lời của anh Duy Trường đã chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình thì về những cái lời phát biểu của anh như thế thì cái sự thật đó cũng là đúng như vậy. Những người mà qua đây rờ khỏi nước Việt Nam sau năm 75 thì đa số là những người đã từng ở chế độ trước của trước năm 75, tức là của Việt Nam Cộng Hòa đó các bạn. Thì họ đã lưu lạc khắp nơi. Sau chiến tranh Việt Nam thì họ đã đi khắp nơi hết, đi bên Úc, đi Canada, đi tùm lum nước hết các bạn, giải ra khắp nơi nước. Và tập trung đông nhất đó chính là nước Mỹ. Cho nên có mấy cái clip trước em có nói đó, ngoài cái sự việc mà nước Việt Nam ra, ngoài nước Việt Nam ra thì tất cả đều là dùng cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó các bạn. Thì em thấy bên Mỹ ai cũng dùng cái cờ đó hết á, chứ không có ai mà dùng cái cờ bên Việt Nam. Thì đa số thì ai cũng dùng cái cờ đó hết. Cho nên em thấy cái chuyện mà đi giống như anh Duy Trưởng nó, cái chuyện đi hát là bình thường, mình đâu có phải cái phản động đâu, phải gì đâu. Tại vì cái mình ở nước ngoài thì mình phải chấp nhận nó thôi. Ở nước ngoài thì phải chấp nhận nó thôi, tại vì bất cứ mà mình đi hát cho chùa nè, đi hát cho cộng đồng nè, đi hát cho cộng đoàn, rồi nhiều khi ở những cái chương trình của nhà thờ cũng có treo cờ cờ đó nữa các bạn. Thì em thấy cái đó bên đây nó rất là bình thường. Nhiều khi nhà của người ta cũng treo cờ nữa, nhà của người ta cũng treo đó các bạn. Lâu lâu các bạn đi vào khu Việt Nam, những cái nhà mà Việt Nam đó, thì các bạn sẽ thấy là có những lá cờ đó bay. Hoặc là các bạn đi du lịch qua Mỹ, bất cứ tiểu bang nào ở Mỹ, thì vào khu Việt Nam hay là vào những khu mà trung tâm thương mại của Việt Nam để thì các bạn sẽ thấy những cái lá cờ đó thôi. Thì em thấy cái đó là chuyện mà bình thường thôi. Miễn sao mà đừng có phản hay là này, đừng có làm những cái chuyện mà ấy thì thôi, thì em thấy có cái gì đâu mà ấy giữ đi. Nói chung là anh Duy Trường, ý của anh nói là như vậy đó, họ đâu có hát những cái mà phản động hay cái gì đâu, đâu có những bài quốc ca phản động hay gì đâu. Thì như vậy đó, thì có những người ca sĩ nổi tiếng, nói chung ai mà đi hát cho chùa, ai mà đi hát cho cộng đồng thì sẽ dính những cái lá cờ đó thôi. Trừ khi mình hát cho sòng bài. Sòng bài thì họ không có treo những lá cờ đó. Thì ngoài cái sòng bài ra thì những cái nhà hàng nè, nhà hàng nhiều khi của ban tổ chức cũng treo những cái cờ đó nữa các bạn. Cho nên cái đó là cái chuyện rất là bình thường ở bên nước ngoài, chẳng hạn như Úc nè. Ngoài nước Mỹ ra, đông dân Việt Nam ra thì bên Úc cũng đông nè. Bên Canada thì chắc cũng có vài chục ngàn người Việt Nam. Bên Úc thì cũng có vài chục ngàn người, cho nên những cái cộng đồng nào đó, cộng đồng Việt Nam bên nước ngoài đó, họ đều dùng cái lá cờ đó. Chẳng hạn như bên cộng đồng bên Thái Lan cũng vậy, Thái Lan cũng dùng những cái lá cờ đó. Thì nói chung là anh Duy Trường ảnh có ý kiến là như vậy đó. Cho nên cũng có trong khi đó, khi mà sau khi mà đăng cái short đó, đó các bạn, thì cái reel đó thì cũng có một số người lên án chỉ trích anh Duy Trường, nói mày nhá bla bla bla, mày nhá bla bla, mày vậy đó. Thì thường thường mấy người chỉ trích đó là đa số là ở bên Việt Nam và họ chưa từng đi Mỹ, cho nên họ không có
có biết cái sinh hoạt bên đây như thế nào. Chứ khi mà các bạn đi vào những cái ngày lễ lớn thì các bạn ra Kubota đi, bây giờ các bạn đi ra ngoài Phước Lộc Thọ tham quan đi, cái lá cờ đó bự chà bá, nó treo ở đó, thậm chí nó dính luôn ở trên cái vách cái trước cửa Phước Lộc Thọ, trong cái những cái kiến đó các bạn. Thì các bạn ra Phước Lộc Thọ là các bạn thấy đầy à, cái lá cờ đó bên ngoài Phước Lộc Thọ đầy lắm. Cho nên lỡ như có ai mà đi du lịch qua mà không muốn dính cái lá cờ thì hay là quay phim dính hay gì đó thì đừng có đi ra Kubota. Kubota là rất là nhiều cái lá cờ ở đó. Và đi chùa nữa nha, chùa thì sẽ có rất là nhiều lá cờ đó, chùa nào cũng có treo ba cái cờ ở ở trước cửa chùa hết, chẳng hạn như cờ Phật giáo, rồi cờ Việt Nam mà Việt Nam Cộng Hòa đó là cờ vàng ba sọc giờ đỏ đó các bạn, rồi cờ nước Mỹ đó, tại nước Mỹ đây đó là xứ sở tự do, cho nên ai muốn làm gì làm, không có đàn áp ai cả. Bên đây đó là kỵ nhất đó là kỳ thị, và kỳ thị chủng tộc các bạn, rồi xong rồi kỳ thị chủng tộc này, kỳ thị da màu nè, rồi kỳ thị mọc ốm mà ý vậy đó. Các bạn đi làm đi, chỉ cần các bạn nói với người mà co-worker rồi các bạn, tức là cái người làm việc chung với mình á, nó ơ cái thằng đó nó mập quá, ô thằng đó nó ốm quá, thằng đó nó đen quá, thằng đó nó trắng quá, thằng đó nó lùn quá, thằng đó nó cao quá, thằng đó nó to quá, thằng đó nó xấu quá, thằng đó nó hô quá hay này nọ, các bạn thử nói những cái câu đó đi, các bạn sẽ bị mất việc. Ở Mỹ này đây là cấm kỳ thị, tất cả mọi người là bình đẳng. Cho nên tại sao có nhiều người á, cho dù cái người đó họ có nhìn cái gương diện của họ có nhìn xấu cỡ nào, nhưng họ vẫn là you so beautiful tonight. Rồi mấy đứa này nó đang giao hàng nữa nè. Rồi nó nói là you so beautiful tonight. Nó đang giao hàng trước cửa trước mặt của em nè các bạn. Có hai xe truck nó giao hàng với nhau. Một đứa đang chờ đứa đó, giờ đứa đưa tiền là đó quay được cái camera quay được rồi. Thì nói chung là ở Mỹ này đây là không có kỳ thị bất cứ những cái chuyện gì cả. Giàu nghèo bằng bình đẳng với nhau. Chứ đâu phải là các bạn đi ra ngoài cái thằng kia nó nghèo quá, các bạn chơi ô thằng này nó nghèo mạt, nghèo sơn, nghèo sát. Hay là người thằng giàu cái nó chơi thằng khác này này nọ. Những cái lời lẽ đó là ở Mỹ này đây là họ đưa vào cái tình trạng mà kỳ thị. Cho nên như chẳng hạn như mình đi làm đi, mình bị người ta chửi ở gì ở chỗ làm, hay là mình bị những chuyện mà người ta gọi bully đó, tức là mình bị tấn công á, hay là bị này bị nọ đó, thì chắc chắn cái người đó sẽ bị đuổi việc thôi các bạn sẽ bị mất việc thôi nếu như mình có làm những cái chuyện đó ở tại Mỹ, ở trong mình đi làm cho Mỹ, hay là chơi ở ngoài nhân viên là cũng vậy. Thí dụ như bây giờ có nhiều tiệm họ không tiếp những người mà nhân viên chẳng hạn như vô gia cư đi, thì họ có thể để các bạn như là không có dép, không mang dép, không mang quần, không mang áo thì sẽ không có tiếp khách. Những người đó thì các bạn sẽ để những cái mà cái bảng đó ở trước cửa cho người ta thấy đó, thì ở Mỹ sẽ có những cái đó. Còn ngoài ra tất cả đều là bình đẳng cả, mọi người đều giống nhau, không ai mà cao sang hơn ai, không ai này hết các bạn. Cho nên mỗi cái phong tục á nó là đều khác nhau cả đó. Thì bây giờ cái chuyện đó đã xong rồi. Thì bây giờ hôm nay là ngày 26 tây, các bạn biết là ngày gì hay không? Đó chính là cái ngày 100 ngày của anh Đức Tiến, MC Đức Tiến, người diễn viên Đức Tiến, người mẫu Đức Tiến, và cũng là anh trai Đức Tiến, chứ không phải anh trai trong ngàn gai vậy đó. Thì hôm nay là ngày 26 tây, tức là bên chị Bình Phương sẽ có một cái làm một cái nho nhỏ về cái cúng 100, cái lễ 100 ngày tưởng nhớ 100 ngày đó các bạn, cho anh Đức Tiến ở tại nhà thờ Santa Barbara. Và để em coi sẽ tại Santa Barbara đó các bạn. Thì để em coi đây nè, là ngày hôm nay. Các bạn ai mà rảnh chiều hôm nay là khoảng đầu 5 giờ rưỡi chiều thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2004 sẽ có thánh lễ tại Santa Barbara nha các bạn. Thì hôm nay là tưởng nhớ lễ cầu nguyện 100 ngày cho ông Giêsu Hoàng Đức Tiến, tức là MC tài tử Đức Tiến đó các bạn. Thì hôm nay sẽ có những cái chương trình đó. Ai yêu mến anh Đức Tiến thì hãy bỏ một chút ít thời gian để mà đến thăm anh Đức Tiến nha. Thì chiều nay em không biết em về kịp hay không,
Tại em chiều nay em có cái chuyến đi, không biết có về kịp hay không. Nếu về kịp thì em sẽ ghé tiễn anh. Không thôi bây giờ thì mình cứ lên lên mộ của anh để mà coi như là cầu nguyện, để cũng như mình tưởng nhớ cầu nguyện cho anh. Thì bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi lên mộ của anh thăm anh Đức Tiến nha. Hình như cũng hơn 10 ngày rồi, cũng lâu rồi mình cũng chưa lên mộ, không biết bao giờ mộ có hình hay chưa, hay là chưa có hình thì cái đó em cũng chưa có biết. Để em coi coi Bình Phương có đăng cái gì hay không ha, trước khi mà mình đi. Còn vài ngày nữa là đến ngày 26 tháng 8, mới đây mà đã 100 ngày anh về với Chúa. Bình Phương xem lại hình ảnh trong điện thoại thì thấy có vài clip anh Tiến quay là hồi lúc mèo lên 2 tuổi trong chuyến đi vacation ở Hawaii. Bình Phương sợ mất đi nên làm một clip để lưu lại trên YouTube để cho mèo. À, thì cái này lúc bé mèo 2 tuổi anh Tiến có đăng ở trên YouTube thì các bạn có thể lên đó xem. Coi như là đại khái không có chia sẻ những cái gì đặc biệt. Thì bé mèo thì đi học lại rồi, thì mùa này là mùa tựu trường. Thôi bây giờ mình sẽ đi đến thăm mộ anh Đức Tiến nha các bạn. Coi có hình, có khắc hình lên chưa. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi nha. Mình đi nha. Cũng lâu rồi chưa lên thăm anh. Giờ mình đi. Ngày thứ hai á, lúc nào đi làm cũng oải oải các bạn không, ai cũng vậy. Người ta ngày chủ nhật á, đi chơi cho đã, cái sáng thứ hai đi làm cho nên nó hơi bận. Ai cũng không có thích ngày, cũng không có thích ngày thứ hai đâu các bạn. Này thì xe nó hơi cản đường một tí xíu. Bây giờ mình đi thì từ chỗ này tới chỗ anh Tiến ấy cũng có chừng 5 phút lái xe thôi các bạn, không có xa. Sáng sớm thì trời nó hơi nắng một chút nên chạy mà nghịch ánh nắng thì nó sẽ bị chói. Sẽ bị chói đó các bạn. Thì chạy có tí xíu là tới rồi. Ở bên Mỹ mình chạy luật cái lái xe đó, khi mà mình quẹo á là mình phải ngừng, giờ mình mới quẹo chứ không phải là cái mình ban ra cái mình chạy ra ngoài ấy luôn đâu các bạn. Mình phải coi kỹ coi có vắng xe hay không rồi mình mới chạy. Sáng sớm là người ta đi đi làm đông lắm, đông lắm. Mình cũng sắp sửa tới rồi, không tới 5 phút lái xe đó, chừng 3 phút à, lẹ lắm các bạn. Lâu rồi không có tới thăm anh, không biết hôm nay tình trạng như thế nào. Tới rồi đây nè. Ngày thứ hai không biết hàng ngày thứ ba người ta nói nó dục mấy cái bông đó các bạn, thì tùy theo cái nghĩa trang, với nghĩa trang này thứ mấy dục bông nữa. Hôm nay nó cắt cỏ nữa nè. Lâu rồi mới vô đây. Giời ơi, mình tới rồi các bạn, đi chừng 2 phút 3 phút, không tới 5 phút nữa mà tới rồi.
Trong những cái cảnh này thấy quen thuộc lắm các bạn, quen thuộc lắm phải không? Đó, tới rồi đây nè. Không biết là anh Tiến. Hello anh Tiến. Hôm nay thằng em nó tới thăm anh ở đây. Tới đây mình quạnh anh trai. Tớ rồi, tớ rồi. Cũng lâu rồi, hơn 10 ngày hơn nữa, không biết bao lâu, chắc cũng 2 tuần, 3 tuần chưa tới thăm anh. Ok, bây giờ vô thăm anh Tiến nha các bạn. Ê, bây giờ mình tới rồi đây. Không biết có hình chưa nữa. Ôi giời ơi, 100 ngày rồi chưa có cắt hình nữa các bạn. Cỏ rồi nó cũng dài rồi nè. Hello anh Tiến. Mấy cái này, cái hình này nó bị để lâu quá nó mục hết rồi. Tại loại này chắc cái bệnh là ấy, ánh nắng rồi dội vô bằng vừa mũ mà vừa mũ chắc đó các bạn. Hello anh Tiến. Hôm nay là 100 ngày của anh này ha. Chưa có hình nữa các bạn. Chưa có khắc hình trên trên bia nữa. Ở sau đây cũng chưa có khắc gì hết. Bông thì có một số người đã này, bông mới nè, ở đây có cái chậu bông để đây này các bạn. Rồi ở đâu đây có con ốc nữa nè. Hello anh Tiến. À, con ốc nó đang bò đấy nè, đúng rồi. Đó, rồi đất ơi, ốc nó lên đây luôn rồi. Thấy con ốc không? Đó, hôm nay là 100 ngày rồi đấy anh. Ê giời ơi, bạn coi ốc đang bò nè. Đó, chú ốc nè. Đó, thấy chú ốc đang bò. Ở đây có một con nữa nè. Nó mới nó lột vỏ hay là gì đó. Không thấy cái thân nữa đâu. Nhanh quá. Bên kia đang cắt cỏ ồn quá. Bông à, héo hết rồi. Hôm nay sao họ không 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 dục ha. Họ cắt cỏ bên kia nè các bạn. Hơi ồn, cắt cỏ hơi ồn một chút. Cắt cỏ ồn lắm. Đó, họ cắt cỏ nè, nhưng mà cỏ bên đây chắc tí nữa họ tới họ cắt, nhưng mà có bông ở đây thì dài quá, không biết họ có cắt hay không. Có bông ở đây nè, nên là không biết họ có cắt hay không nữa. Ê, 100 ngày rồi đó anh Tiến ơi, 100 ngày rồi đó. Hôm qua mà nếu mà có anh Tiến này, chắc chắn anh Tiến cũng đi thao đi coi cái show của hai đứa con của chị Phi Nhung mà ha. Hai anh em mình gặp trong show hoài à. Nhớ không? Ok, cũng quý rồi, lẹ quá, mới đó 100 ngày rồi. Cắt cỏ ồn lắm, họ đang trở lại. Thôi chắc em đi nha anh Tiến. Chiều nay nếu em có thời gian về kịp thì em ghé, không thôi là coi như hôm nay là coi như bây giờ em tới đây coi như là cũng như là cầu nguyện cho anh nha. Cỏ nó tới đó rồi. Ồn lắm. Mà hôi nữa, thôi em đi nha. Ok. Ba anh Tiến. Đó, cỏ tới rồi nè. Hôi lắm. Nó tới đây là cắt hôi lắm. Tham đi nha. Họ tới họ cắt cỏ đó bạn, hôi lắm. Như là bụi rồi nó cái xác cỏ nó văng lên chúng đó bạn. Nó chạy một chiếc xe nhỏ nhỏ chạy vòng vòng vậy đó. Mới đó cũng đã 100 ngày rồi. Lẹ quá. Mình ngồi trong xe vậy đó mà nó không có hôi, nó cũng hôi có một cái mùi chút chút nhưng mà nó cũng không có văng lên ấy các bạn.
Đây nè, họ tới nữa nè, em quay cho các bạn xem nè. Này đó, họ chờ tới bằng cái trên một chiếc chiếc xe cắt cỏ gì đó đó, thấy chưa, đó gì đó đó, họ chạy như vậy đó. Khi mà mình chạy tới mình đó thì cỏ rồi nó văng lên là hôi lắm. Ok anh Tiến, em đi nha, đâu cần phải nói lớn gì đó, nói đâu anh cũng nghe hết. Anh thì có một cái nơi, cái mộ để mà nằm, còn mấy mốt tới khuyên em không biết có cái mộ để nằm hay không, hay là cho bị giải xuống biển hết. Những người lúc sống thì có cái nhà, lúc chết thì có cái mộ. À, em đi. Ba anh Tiến nha. Tám giờ rồi. Nói chung là cái gì nó cũng rất là nhanh. Cái cuộc đời nó vô thường, nó vô thường lắm. Cho nên mình sống đâu cần phải tranh chấp nhau làm gì cho mệt. Sống thì tranh giành kiếm cái nhà, chết thì tranh giành kiếm cái mộ. Cái mộ, cái mộ, cái mộ, rồi cũng nằm yên một đống đó mà thôi. Khi tôi sinh ra mang được nay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo nào ai biết. Nay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe, mình nghèo tay trắng tương lai cũng heo mòn. Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn, muốn mua món quà tặng cho em làm riêng với nàng mà không tiền, liền nhờ em thông cảm cho mình liền. Em ơi, nghèo khó có tội gì đâu em, hãy trả lời anh đi, hãy trả lời anh đi. Trời ơi, xăng nó lên rồi, mới hôm qua thấy 4 đồng 99 thôi, hôm nay lên 5 đồng lấy 9 rồi. Trời đất ơi, nó lên lẹ quá trời luôn, cái giờ gì nó cũng lên. Các bạn biết xăng bên đây nó lên, nó lên dèo 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 dèo. Nó lên lực 2-30 xe mà nó xuống, tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn, nó xuống giống như giọt cà phê phin á, nó lên ra như nó lên như nước vậy. Kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Ok. Hôm nay 100 ngày mọi người ai rảnh nhớ đến nhà thờ Santa Barbara lúc 5 giờ rưỡi chiều nha. Em đi về có một không chút ít công việc đây. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share nhé. Đặc biệt nhất là bình luận cho em biết luôn. Ok, chúc các bạn một ngày thật là an lành và vui vẻ nhé. Xin hẹn gặp lại trong những cái video clip kế tiếp. Em đi về đây và đi làm tiếp tục cái hành trình của em. Bye bye, chúc các bạn an lành. Nhớ đăng ký nha.